Tiếp tục đồ linh vị đào qua sử dụng, em xin phép chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay em lên quần đùi hay còn gọi là quần short cho anh em ha. Quần hàng chuẩn cấp phát của Linh Mỹ. Con này là tem vàng. Quần đùi của Linh Mỹ nha. Quần short con này là mất ruột rồi. Tức là nó thường đầy đủ là dây chạc này, có túi này và có lót, mà con này là mất lót rồi. Thì ai thích thì chốt nhá. Cái bụng của nó là 66 và căng hết cỡ là 94. Đều đẹp hết, 150 mã 60 ạ. Hàng chuẩn cấp phát anh em. Con này thì đầy đủ này. Có cả lót, cả liếc đàng hoàng ha. Đấy. Túi tiếc này về có thể cất được bon dấu vợ được vài chục vài trăm rồi đây. Tiếp con này thì nó chữ nó hơi mờ chút, đầy đủ hết anh em. Bụng là 80, căng hết cỡ là 100. Ai ưng thì chốt cho mẹ em 150 mã 81. Cũng là màu đen luôn anh em ha. Đầy đủ luôn này. Con nào mà đầy đủ trong này thì em báo đầy đủ nha. Cái bụng là 86 và căng hết cỡ 104. Chốt cho mẹ em con này 150. Không lầm lỗi gì hết nha. Nhưng mà tiền nào của đó 150 mã 80 ạ. Con này là tem giấy. Con này cũng đầy đủ hết luôn. Đầy đủ hết luôn nha. Cái bụng là 84 và con hết cỡ là 104. Chốt giùm em 150 mã 79. Con này của Navi này. À Adifort. Bụng 80, à quên, bụng 60, căng hết cỡ là 90. 60 như thế này và 90 như thế này. 150 mã 78 Adifort. Có cái là bụi dơ về giặt giùm em cái nha. Cái lưng này. Cái này là 70 và căng hết cỡ là 100. 70 căng hết cỡ là 100, 150 mã 77. Con này thì lưng nó hơi giãn ra, anh em có thể rút bằng cái cục bần này nhé. Con này đầy đủ hết luôn. Bụng 94 và căng hết cỡ 104. 150 mã 76. 150.000 mã 76. Con này đầy đủ luôn nhé. Đầy đủ luôn nha. Bụng là 74 và căng hết cỡ là 96. 74 căng hết cỡ là 96. 150 mã 75. Anh em về chịu khó giặt giùm em cái thôi. Con này đầy đủ hết luôn này. Đầy đủ hết luôn nha. Màu xanh đen là bụng 90 và căng hết cỡ là 126 được luôn. 150 mã 74 Alifort. Con này cũng đầy đủ, bụng 94 và căng hết cỡ 114. Chốt 150 mã 73 Adifort. Con này đầy đủ luôn anh em. Bụng 88 và căng hết cỡ 114. Chốt cho em 150 mã 72. 150.000 mã 72. Tiếp con này cũng đầy đủ luôn anh em. Bên đây ai chưa có quần sọt thì tranh thủ chốt nha. Quần này thì bao bẩn mát luôn. Bụng 80 căng hết cỡ là 100. 150 mã 71. Quần này cũng đầy đủ luôn này. Đâu rồi? Quần này cũng đầy đủ luôn anh em ơi. Tem giấy nha. Con này là bụng 86 và căng hết cỡ là 110. 110. 150.000 mã 70 ạ. Con này đầy đủ luôn anh em. Bụng của nó là 92 và căng hết cỡ là 110. Chốt 150 mã 69. Anh em để ý nha, khách mới á, mình mua mình để ý cái mã giùm em. Với lại đồng ý là giá này giá bán chứ không phải giá bao ship nha. Có những khách nói chung là chỉ có một số nhỏ làm con sâu làm rồng rồi canh thôi. Em đã nói đi nói lại em bán trên này là giá bán. Vậy mà cứ chờ hàng tới nơi rồi là không nhận hàng, bảo là phải báo ship mới nhận hàng. Cái đấy thì cho dù mà mua đồ 250.000 đòi em báo ship nữa, thà em tặng còn hơn, phải không ạ? Tặng còn có ơn hơn. Là bán rẻ bán sale rồi còn đòi báo ship mới nhận hàng mới đau chứ. Bụng 66 căng hết cỡ là 90.
trong lúc khách thì khách quen mà vẫn đang còn chơi cái trò đó, mệt thật. 150 mã 68. Con này size medium tem giấy nha anh em. Con này cũng đầy đủ luôn này. Đầy đủ luôn nha. Bụng là 70 căng hết cỡ là 90, 70 căng hết cỡ là 90. 150 mã 67. Dương vị à, thôi. Tiếp tiếp con này là hà đầy đủ hết luôn nha anh em. Con này đầy đủ luôn nha. Bụng là 76 căng hết cỡ là 106 được. 76 căng hết cỡ 106, 150 mã 66. Còn anh em nào khách mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000 nha. Nếu mà đồng ý thì hẳn theo dõi like, không có mất lòng trước được lòng sau. Vừa mất đôi, mất thời gian đôi bên. Tiếp một cái quần này cũng con này bụng tâm tư và căng hết cỡ 102, chốt cho em 150 mã 65, đồng giá là 150 hết nha anh em. Đồng giá 150 hết nè. Bây giờ hàng hết rồi. Cho nên là em bòn like, gọi là để câu like nữa thôi chứ. Bụng là 68 và căng hết cỡ là 88. Gọi là kéo thời gian cho nó dài ra chứ thực sự có đồ nữa đâu. 150 mã 64 ạ. Đồ chừng nào cho đủ hay bên kia bây giờ nó tịch hàng hết rồi. Bây giờ nó còn đòi hàng đắt nữa. Con này bụng 672 căng hết cỡ là 84, 72 căng hết cỡ là 84, 150 mã 63. Con này của Mỹ mà tem giấy luôn nha. Tem giấy luôn, về giặt cho mấy. Con này 74 và căng hết cỡ là 98. 150 mã 62. Một cái cuối cùng là hết line này ha. Con này eo nhỏ này. Con này cũng đầy đủ luôn nhưng mà cái dây nó mất tiêu rồi. Con này đầy đủ mà mất dây rồi. Cái bụng là 56 căng hết cỡ được có 80 à. Căng hết cỡ là 80, là 80 là hơi kịch hết cỡ nha. Con này bé lắm. 150 mã 61 hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ha. Em bye.